Hello anh em nhá. Chào mừng anh em quay lại với kênh của mình. Thì nay chúng ta sẽ có một clip ngẫu hứng thôi. Đấy là bắn súng theo sở thích. Đợt này tôi mua hơi nhiều đạn rifle đi. Nên là tôi cầm hai khẩu súng M4 VIP mà tôi yêu thích nhất, đấy là Transformer và Bombette vào zombie tôi bắn. Thì sẽ không quan trọng là theo yêu cầu của anh em hay là một dòng súng nào, review dòng súng nào đấy, mà là ý là lâu ngày bắn súng cùi quá đấy, súng cùi bắn nhiều quá, bây giờ thấy súng VIP thèm nên là đưa vào bắn cho đã tay vậy chứ. Không gọi là không có mục đích, nội dung chủ đạo gì hết nha. Còn trong clip này sẽ có hai hiệp về Transformer và lắp skin, hai hiệp về khẩu này nhưng không lắp skin, là ý là skin bình thường nó đấy, và hai hiệp về M4 Bombette. Thì trong các dòng M4 hay là toàn bộ các dòng VIP thì chỉ có khẩu M4 Transformer là khi mà lắp skin VIP của nó vào, nó sẽ thay đổi hoàn toàn cái đường đạn đấy. Còn những khẩu VIP khác thì skin chỉ để cho đẹp thôi chứ nó chả thay đổi cái gì. Transformer thì bây giờ hiện tại đang có hai skin, một là skin Limpid và hai là skin Disco. Disco thì mình không mở được, còn Limpid thì mình đang bán đây đấy. Sẽ không có giới thiệu hay bình luận hay các thứ gì nhiều lắm đâu, nên là anh em xem vui mắt vui tai thôi. Và ok, thì nhân đây tôi sẽ tâm sự một tí với anh em cho nó bình luận cho nó dài, ngắn quá cũng hay lắm. Thì hiện tại thì đột kích cũng gọi là cũng gần như là có dấu hiệu là suy tàn này, ít người chơi lắm rồi, đa phần người chơi là anh em thế hệ 8X9X, gọi là game thì gọi là duy trì ở cái mức là đủ kinh phí để vận hành thôi, chứ chắc công ty VDC cũng chả có lời lãi gì mấy đâu. Còn thì chắc cũng hút máu được anh em những cái quả báu vật, thì nói thẳng ra là anh em rất nhiều anh em đam mê. Thì lứa trẻ con bây giờ thì chúng nó chơi Valorant này, đứa nào chất hơn thì CS:GO này, còn lại thì toàn là game mobile không ấy, đột kích chả mấy ai chơi đâu. Nhưng mà ý là về cái mặt kinh tế á, số lượng người ta không nói, nhưng về mặt kinh tế thì lứa 9X và 8X thì đã trưởng thành rồi, mà ra đời làm việc các thứ thì đã có kinh tế rồi, cho nên anh V anh thấy được điều đấy, cho nên anh quyết định là duy trì con game để hút thêm anh em. Bởi vì là bây giờ chúng ta trưởng thành, tiền chúng ta tiêu bỏ ra để mua niềm vui á, chúng ta nạp vào đấy. Chứ còn đội trẻ trẻ đang đi học thì lấy đâu ra mà tiền mà nạp game đấy. Anh V cũng biết điều đấy cho nên là vẫn đang cố duy trì con game này. Còn mạnh nhất bây giờ chỉ có Trung Quốc là đột kích đang mạnh thôi đấy. Còn các nước khác thì hầu như là cho có để duy trì thôi, thôi top. Nhưng mà ở bên cái xứ Trung Quốc, cái xứ mẹ đẻ của nó, à không phải mẹ đẻ mà như kiểu là chỗ mà để nó phát triển á, chứ còn gốc của nó là bên Hàn Quốc rồi, Smilegate, Tencent là công ty phát triển. Thì Tencent làm cái gì thì cũng phải xin phép bên ý là phải hỏi qua bên Smilegate ấy. Đấy, vì bên đấy là nắm quyền, gọi là như kiểu là mình gọi là sở hữu bản quyền à. Còn bên Tencent chỉ mua lại và phát triển thôi, chứ chưa có thể mua đứt hẳn được đấy. Thì bên đất của Trung Quốc mà là nơi mạnh nhất của đột kích, mà đột kích vẫn chỉ xếp sau CS:GO và Liên Minh ấy, là ông các ông hiểu là bây giờ nó cũng chả còn huy hoàng mấy nữa đâu, chả còn thời kỳ hoàng kim mấy nữa đâu. Cho nên là vì phải chơi game thì bây giờ các ông chủ yếu chơi cho vui thôi. Thì tôi nói thật đây, tôi tâm sự với các ông là nhiều tôi vào phòng, nhiều khi mà đang review một khẩu súng gì đấy,
có mấy ông biết nhận ra hay sao đấy thì cũng gọi là có nhiều ông thì cũng hoan hỉ, cũng gọi là anh em biết nhau rồi giao lưu tí cho vui, nói chuyện cho vui. Còn có nhiều thành phần mẹ đã hiểu sao vào cái hằn học làm như mình. Tôi làm YouTube thì sao, tôi làm clip thì đã sao, khổ, cứ cả khịa, cứ hết này nói nọ, xong rồi thì gạ đua tốt các thứ đấy. Rồi thì là trong khi mình cầm một cái khẩu súng cùi với một con nhân vật cùi, các bố thì team pi trong lòng vip, xong rồi thì là nhân vật Desperado. Tất nhiên là không phải tôi không có vip hay là những cái nhân vật ngon, nhưng mà tôi thích dùng mấy cái nhân vật đấy cho nó, dùng con nhân vật Navicel này nhìn cho nó chất, bởi vì đột kích bây giờ đã quá nhiều nhân vật nữ rồi nên dùng con nhân vật nam cho nó ok. Còn chúng thì review thì có súng gì bắn súng đấy thôi, theo dòng súng mà bắn thôi, còn cùi hay không cùi thì ngon hay không thì phải chịu thôi, biết sao giờ. Kể cả súng GP vậy, khẩu nào khó quá thôi bỏ qua, mà mấy ông kia cứ gạ đua kill rồi các thứ rồi bắn hơn kill mình gái là gáy. Trong khi chẳng hạn tôi cầm M451 Zeta Dragon đi, các bố cầm team P, các bố lại đòi đua top, rồi thì hơn kill lại bảo là tưởng như thế nào. Ôi thế bây giờ các ông đòi như thế nào? Thứ nhất là cái game này top bây giờ chả để làm gì nữa. Từ lâu tôi đã chơi game, tôi đã không chơi hết trận, không lấy top để làm gì nữa. Đấy, lấy top để làm gì? GP à? Hay kinh nghiệm? Chơi buổi nào rồi? Chơi bây giờ tôi chơi chỉ lấy niềm vui và giải trí với anh em bạn bè. Và thứ hai là tôi tận hưởng cái cảm giác mà sống sót chảy cối cuối cùng. Chứ kích tôi cũng có chơi chế độ khác mấy nữa đâu. Toàn là zombie chứ với toàn zombie thôi. Chứ còn các chế độ khác thì chắc là AI chơi một ít, rồi MOBA, Way Modder ấy chơi một ít. Đấy. Còn C4 thì chắc ít chơi lắm. Và thậm chí zombie nano tôi cũng không có chơi mấy nữa. Đấy. Thì nói như vậy để các ông biết là tôi chơi lấy niềm vui thôi, chứ không có ham hố kill cái gì hết. Và anh em ở trong phòng biết nhau thì gọi là nói chuyện vài câu vui, tôn trọng nhau xíu. Mẹ cứ gạ này gạ kia, mẹ các ông cũng lớn tuổi rồi, chắc con cái anh có rồi, chơi game cũng phải toxic làm gì. Rồi thì là gạ đua top thứ làm gì mẹ. Tôi bảo là thì mày cầm team P vào đây đua top, nhưng nói thật team P lâu tôi không bắn, nhưng bây giờ bắn gà của mẹ ra. Lâu nay bắn rifle với mấy súng bùi bùi quen rồi. Và ok thì cứ cho các ông giỏi, các ông tốt đi, mất cái gì đâu, gạ tôi đua top làm gì. Top bây giờ có được đồng nào đâu, mà có được thì được bao nhiêu, có bằng lương của tôi không. Đấy, mới làm YouTube làm cho vui thôi, chứ được xu sức nào đâu, toàn là mất tiền. Con game này như mình bảo, đã chơi con game này là chỉ có mất tiền, không có được đâu, không có được một đồng nào đâu nha. Còn các ông YouTube lớn thì không nói, mắc thế quái nào họ cũng làm YouTube thì mình cũng làm cho vui vậy. Việc gì mà cứ phải hằn học với mình, khổ vãi cứt. Các ông thích thì các ông làm đi, các ông thích thì các ông cứ quay, các ông cứ úp đi, chứ có ai cấm đâu mà cứ thấy mình cứ hằn học, khổ vãi cứt. Đấy, đang tính bài đổi tên nên khổ thật, vào phòng này chơi tí mà thật các ông chửi cho các khịa cho lên bờ xuống ruộng. Thì nói chung là tâm sự chút vậy thôi. Anh em game này thì cũng gọi là kỷ niệm của nhau thôi, cho nên là anh em chơi vui vẻ với nhau chứ đừng có hằn học với nhau làm cho khủng. Cộng đồng nó văn minh tí đó, chửi nhau tới bời à. Tất nhiên là chơi game này thì phải có chửi bậy các thứ nó mới vui, nhưng mà ý là anh em gọi là chơi với nhau thì biết tí thôi, chứ còn vui vẻ tí thôi, chứ đừng có gọi là quá quan trọng làm gì. 3 kill nó thật là
Ai cũng có lúc phải chết thôi, ai cũng có lúc phải gọi là bị gà nhập hay thua các thứ, ai cũng có lúc vậy cả đấy, nên là anh em cũng vui vẻ với nhau chơi cướp khổ. Các ông cứ chứng minh mình giỏi làm gì, giỏi cũng có được tiền đâu, giỏi trong game cũng có được tiền đâu, khổ. Giỏi ngoài công việc các thứ thì tôi còn nể các ông, giỏi trong game kệ mẹ các ông, mà tôi giỏi trong game tôi cũng, các ông cứ kệ mẹ tôi, quan tâm làm gì đấy. Nên nói chung là đấy là gửi tới một số thanh niên kiểu hơi toxic khi mà chơi game. Còn anh em gặp nhau thì cứ vui vẻ nói chuyện tí là được thôi, chứ game zombie thì nó như kiểu đấu đơn, nếu phải đấu đội đâu mà anh em có thể ấy được với nhau, đúng không?